Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật giai kỳ đại án chúng sở trí tấn trường não cá lợi văn ma mộng kiền liên ma ca diếp ma ca chiên diện ma câu y lan lê ma thân trùng hà cò trái thì cứ bao châu trắng vì nhiễu thì cô bị quấn danh vi cần là hữu xá lời phân cần là quấn đồ hữu thân bảo trì ban công đức thủy chung mạng kỳ chung đề đề thuần gì kiếm xa bố đề tinh quang bằng sáng bạc quang vi diệu hương kia phá lời phong cực lãng quân đồn thành tựu như đề công đức trang nghiêm hữu ta lời phong bề phong quân đồ thường ta thiên nhà quân kim vi địa chu gia lùng thời vũ thiên ma đà càng về trên thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thầm vạn ân phong thân dĩ thần thời hoàng đa bổ quá
quốc phạn trật kinh hành xa lợi quốc cực lãng quốc đồn. Thành tựu như thì công đức trang nghiêm phục thứ xá lợi quốc bị quân thường hữu chương chương kỳ diệu tám sanh chi điều bần hà công tướng anh bò xá lợi a lăng thần già công mạng chi điều thì Bồ Đề Phật Bán Thâm Đạo Phật Như Thị Đăng Pháp Kỳ Độ Chúng Sanh. Phật Thị Âm Dĩ Giải Tăng Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Xa Lợi Phật Như Phật Vị Tứ Điệu Thiệt Thị Tội Báo Sở Sanh Sở Dĩ Gia Hà Vì Phật Quốc Độ Vô Tam A Đạo. Xa lời Phật kỳ Phật quốc đồ thượng vô án đạo chí danh hạ vốn hữu thiệt vị chư chúng đều giải thị a di đà Phật dục lên pháp âm tuyên lưu viên hoa trở thành. Xa lời Phật bi Phật quốc đồ bi Phật tuy động niệm pháp niệm thắng chi tâm xa lợi phong kỳ Phật quân độ thành tự như thầy công đức ca nghiệm xa lợi phong ư nhự ý vân hà vị Phật hà cố hiệu a di đà. Xa lợi phong bị Phật quang minh vô lượng chiếu thầm phương quân vô sở chướng ngài thì cố hiệu bi a di đà hữu xa lợi phong bị Phật thọ mang cấm kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kim cố danh a di đà xa lợi phong chư Bồ Tát chúng diệu phụng như thì xá lợi phong bí Phật quốc độ thành tựu như thế công đức trang nghiêm hữu xá lợi phong cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị a bề bạn tri kỳ chúng đa hữu chúng sanh bồ tư kỳ độ thầm đa bi tỷ con số sở năng trí chi đàn trà di vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết xa lời phẩm chúng sanh văn và ân đương phát nguyện nguyện thân đi quán xa di già đáng dự như thị chư thường thiện nhân câu hỏi những xứ xa lời phong bằng cả gì điều thiện căn vừa đã đứng nhân duyên đã sanh bị quân xa lời phong nhờ thiện ám cơ thiện ở nhân văn thuyết a di đà phần chẳng trị danh hiểu nhượng nhân nhân nhượng nhị nhân nhượng tam nhân nhượng tứ nhân nhượng ngũ nhân nhượng lục nhân nhượng thất nhân nhân tâm văn loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật dự chư thánh chung
lời cô thuyết từ ngôn như ngữ chúng sanh. Văn thế thiên giả đương phá nguyện thanh bệ quân đồ xa lời phẩm như ngà kim giả tán tán di đà phẩm bơ ca tự nghị công đức chia lại đông phương diệt hữu a chúc bệ quốc tu di tưởng phẩm đại tu di phẩm tu di quan phẩm diệu an phẩm như thì đẳng hàng hà ca số chư phẩm ca ngữ kỳ quân phân quảng trường thiệt tướng nguyện vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thánh thiệt còn như đẳng chúng sanh đường tính thì thân tăng bất khả tư nghị cộng đức nhân thế chư phần sở hồ niệm kinh xá lợi phật nam phương thế giới nữ những nguyện căn phật danh văn quan phật đại diện thiên phật tu di đà phật vô lượng tịnh tấn phật nhớ thế đăng hằng hà xa số chư phật ca ngữ kỳ quân phương quảng trường thiên tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thánh thiệt ngôn như đáng chúng sanh được tinh thì tinh tán bất ca tư nghị công đức những thế chư phật xa hồ niệm kinh xa lợi phật tây phương thế giới hữu vô lượng thọ phật vô lượng tướng phật vô lượng trạng phật đại quang phật đại minh phật bảo tướng phật tinh quang phật như thế đăng hằng hà sa số chư phật ca ngữ kỳ quân cung quang trường địa tướng nguyện cố tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiên ngôn như đắng chúng sanh đương tính thì tinh tăng ba ba cả tư nghị cộng đức những thế chư phật ca hồ niệm kinh xa lợi phẩm bằng phương thế giới hữu diệu thiện phẩm tối thắng âm phẩm năng trợ phẩm nhập sanh phẩm phong minh phẩm như thị đăng hằng xa số chư phẩm càng ư thị quân quân quan trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới sanh đường tinh thì tinh tán bơ ca tư nghị công đức nhất thế chư phật xã hồ ni kinh xa lời phật hạ phương thế giới hữu trừ tử phật danh văn phật danh quang phật đà ma phật pháp trang và trị pháp phật như thị đăng hằng hà xa số chư phật xuống quan trường địa tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới địa thành địa ngôn như đáng chúng sanh đường tinh thì tinh tán bất cả thứ nghị công đức nhân thế chư phật xã hồ niệm kinh xa lời phóng thường phương thế giới hữu phạm âm phật tú phương phật hương thường phật hương quang phật đại diễn kiên phật tạm sanh bảo hoa nghiêm thân phật ta la thọ hương phật bảo hoa đức phật kiến nhân thế nghĩa phật như tu di sơn phật như thế đẳng hằng hà sa số chư phật ca quang trường thiệt tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thức thần thiên ngôn nhờ đàn chúng sanh đương tinh thì tinh tán bất cả tư nghị công đức nhân thế chư phật xã hồ niệm kinh xá lợi phẩm ư nhớ y văn hà cố danh vì nhật thế
chư Phật Sa Hộ Niệm Kinh. Xa lời con như hờ biển Nam Tứ Điện Nữ Nhân Văn Thị Kinh Thọ Trì Giá Cẩm Văn chư Phật Nhân Giá Thị chư Thiện Nam Tứ Điện Nữ Nhân Giai Vì Nhật Thế chư Phật Chỉ Sở Hộ Niệm. Giải đáng con hỏi chuyện ư nào đã tam miệu tam bồ đề thì cô ta lại phóng như đáng giải đường tính ngò ngờ ngự cầm chư phật sở thuyết xa lại phóng nhường hữu nhân di phạm nguyện kim phát nguyện đương phát nguyện dùng sẵn ai di đà phật vấn gia thì chư nhi ta về có kính ca mâu ni Phật năng vi tầm năng hiểu chi sự năng ta ba vấn độ mù trường an thế kiếp trước kiếp trước phiền não trước chúng sanh trường mà chưa trung đăng hà não đa la tam miểu tam bồ đề vì chư chúng sanh biết thì những thế chi phạm xa lời phóng đương trí ngã ương ngũ trường án thế hành từ năng trừ đằng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề vì những thiếu thế gian thiếu từ năng tính chi phạm thì thi tham na phật kia tự tin vị xa lời phóng cập chư thì theo những thế thế gian thiên nhân a tu la đẳng văn phật xa thuyết hoàn hỷ tinh thọ tất lệ nhi khương Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quần Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xa Lợi Tự Sắc Bất Dị Không Không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thầy. Xá lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y vô sắc thịnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô sở đắc cố bồ đề tát đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngày vô quái ngày cố vô hữu khủng bố viện ly điên đảo mộng tưởng cứu canh niết bàn
Tam thế chư Phật Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắc Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết. Yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha. Yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha nam mô a di đà bà già đa đa già đa địa già đa di đi đô bà tỳ a di đi đa tất nam bà tỳ A di rị đa tỳ ca lăng đê A di rị đa tỳ ca lăng đa và di ni và na di đa ca lệ ta bà nam mô A di đa bà già đa ta già đa địa già ta di rị đô bà tỳ A di rị đa tất nam bà tỳ A di rị đa tỳ ca lăng đê A di rị đa tỳ ca lăng đa và di ni và na di đa ca lệ ta bà nam mô A di đa bà già đa ta già đa địa già ta di rị đô bà tỳ A di rị đa tất nam bà tỳ A di rị đa tỳ ca lăng đê A di rị đa tỳ ca lăng đa và di ni và na di đa ca lệ ta bà